Chào các bạn, hôm nay tôi đang đi tham quan cái vườn măng tây ở xã Quang Kim, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Thì vườn măng tây này thì họ đang thu hoạch nhưng mà cũng đang bị mắc một số cái bệnh như là đốm tía. Một số cái bệnh như là khô thân khô cành. Bệnh khô thân khô cành thì tôi đã nói đến ở một cái video khác ở trên kênh Nhà Nông Tây Bắc. Thì ở đây thứ nhất là họ cũng không đầu tư cái hệ thống tưới nhỏ giọt cho nên là luống măng ở đây rất là khô. Đây các bạn nhìn luống măng rất là khô như này. Cây măng thì đang lên đây nhưng mà do thiếu nước nên là phát triển rất là chậm và cái năng suất cũng không cao. Cây măng thì đang mắc một số bệnh như là đốm tía. Đốm tía thì cũng đang chớm xuất hiện rồi. Đây, như đây này, chúng ta nhìn đây, bệnh đốm tía này. Đấy. Bệnh đốm tía xuất hiện này thì nó sẽ giảm, làm giảm năng suất của cái vụ này và cái vụ kế tiếp nếu như mà ta không trị kịp thời cái bệnh này đi. Đây, nhìn các bạn nhìn đốm tía đây này. Đấy. Đốm tía trên cái măng ấy. Tôi đến một cái chỗ mà tôi quay một chỗ nào nó rõ hơn một chút. Quay để các bạn nhìn rõ cái bệnh đốm tía. Đây. Đây là cái cây mà bị đốm tía rất nhiều. Cây này thì cũng mới mọc. Cây này mới để. Đây các bạn nhìn này. Đây là cái vết bệnh mà nó đã bị thâm đen lại rồi. Vết bệnh đốm tía mà nó bị thâm đen lại rồi. Đây là cái vết bệnh mà nó vẫn còn màu. Tôi che lại để cho các bạn nhìn rõ hơn, để lấy nét cho các bạn nhìn rõ hơn nhé. Đây là cái vết bệnh đốm tía trên cây. Đấy. Bệnh đốm tía này thì thường thường sẽ xuất hiện ở trên hầu hết các ruộng măng. Hầu như là tôi đi rất nhiều ruộng măng tây rồi thì tôi thấy đa phần những ruộng nào cũng mắc bệnh đốm tía này. Thì cái bệnh đốm tía này này là các đốm nhỏ hình bầu dục có đường kính từ 2 đến 6mm. Thường xuất hiện đầu tiên trên ngọn măng tây. Nghĩa là nó khi măng tây mới ra thì nó sẽ xuất hiện ở ngọn cây măng non trước. Vết bệnh đốm tía lõm ở giữa có màu nâu và mép màu tía. Cái vết bệnh này ở giữa nó sẽ bị lõm lại. Và ở giữa thì nó sẽ chuyển dần sang màu nâu. Và ở bên cạnh cái vết bệnh ấy, xung quanh cái vết bệnh ấy, thì nó sẽ có màu tía, tía hồng hồng. Người ta còn hay còn gọi là bệnh đốm hồng. Vết bệnh đốm tía lõm ở giữa có màu nâu và mép có màu tía. Vết bệnh thường cạn và không ăn sâu vào trong, chỉ nằm trên bề mặt của cái cây măng tây. Nghĩa là nó chỉ nằm ở trên bề mặt vỏ của cây măng tây thôi. Trên chồi ngọn măng tây già, bệnh đốm tía măng tây thường là vết bệnh màu trắng nhỏ, bao bọc quanh mép màu nâu đỏ. Nếu như mà ở trên ngọn cây măng tây này thì nó cũng tương tự như vậy, nhưng mà nó còn bị cả ở những cái lá thì nó sẽ gây ra cho lá có màu trắng và sẽ làm cho cây chết đi nếu như mà bị nặng. Bệnh đốm tía măng tây khi nghiêm trọng có thể gây vàng và rụng lá, làm giảm năng suất cho vụ sau. Có nghĩa là khi mà nó bị nặng, nó sẽ gây vàng cái lá ra và nó sẽ rụng đi và nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái vụ kế tiếp. Có nghĩa là khi mà chúng ta thay cây mẹ, nó sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Đấy. Triệu chứng thường xuất hiện sau 24 giờ mưa, sau khi mưa kéo dài. Mầm bệnh này chỉ tồn tại trên cây trồng chứ không tồn tại ở trong đất. Có nghĩa là khi ta phòng và trị bệnh cho cây măng tây này thì chủ yếu là chúng ta sẽ phòng trị ở trên thân thôi, chứ còn nó cái bệnh nấm này nó không tồn tại trong đất. Nếu như mà khi mà chúng ta sau mỗi một vụ thu hoạch của thay cây mà chúng ta thay toàn bộ cái cây mẹ đi, chúng ta dọn hết tàn dư ra xa vườn và chúng ta đốt sạch đi thì nó sẽ không còn còn lây sang cái cây khác nữa, bởi vì cái tàn dư của nó không có ở trong đất. Về biện pháp phòng và trị bệnh thì ta nên làm vệ sinh đồng ruộng, dọn sạch tàn dư cây măng tây ở vụ trước, không để mầm bệnh đốm tía lây lan qua vụ mới. Đấy. Chọn các cây giống kháng bệnh tốt để làm giống trồng trong vụ mới.
Giống măng tây có thân cao và thẳng sẽ ít nhiễm bệnh đốm tía hơn so với những giống cây thấp và thân có tán lùn. Mà khi mà vườn đã mắc bệnh rồi thì chúng ta nên dùng thuốc hóa học khuyến cáo để quản lý bệnh đốm tía măng tây là chlorothalonin. Tôi đọc thì có thể là không chuẩn nên là các bạn khó hình dung thì tôi sẽ để cái tên thuốc ở trên màn hình của video này để các bạn xem. Cái măng tây này thì nếu như các hộ gia đình trồng thì sẽ có thu nhập rất là tốt. Như cái vườn này thì khoảng tầm gần 1 hecta. Nếu như mà chăm sóc tốt và vụ thu hoạch thì có thể là mỗi một ngày có thể thu được khoảng tầm từ 50 cho đến 60kg măng tây. Và với giá giao bây giờ thì hiện tại ở trên địa phương này là đang giao giá 80. Thì cứ tính bình quân là mỗi ngày nếu như mà vườn chăm sóc tốt thì sẽ thu được khoảng 4 triệu trên một ngày. Nhưng mà đây là do họ không đầu tư hệ thống tưới. Ở đây họ làm cỏ rất là tốt đây, rất là sạch sẽ. Nhưng mà do là họ không lắp hệ thống tưới cho nên là trên vườn rất là khô. Khô như này thì cây măng tây nó sẽ không thể sinh trưởng phát triển được. Chính vì thế nên là măng rất là ít. Đây các bạn nhìn măng rất là ít luôn. Cái này thì chúng ta nên đầu tư hai cái ống tưới nhỏ giọt mà chúng ta lắp ở hai bên này. Chúng ta tưới đủ nước cho nó thì cây măng tây này sẽ rất là tốt. Vườn này thì trồng đến giờ là cũng được 2 năm rồi. Nên là cái năng suất nó cũng sẽ cao. Đây các bạn nhìn đốm tía đây này. Cái này thì chúng ta nên dọn sạch tàn dư ở trên vườn đi. Và những cái cành nó thấp như này này, nó bị xả xuống đất này thì chúng ta nên vệ sinh, bẻ nó đi như này. Chúng ta vệ sinh bỏ ra xa vườn để cho cái tán nó cao lên một chút như này. Tán nó cao lên một chút, những cái cành bên dưới chúng ta nên bẻ và vệ sinh đi thì nó sẽ hạn chế được cái bệnh. Đây bị rất nhiều luôn. Bệnh đốm tía này bị rất nhiều. Như này nếu mà không xử lý ngay thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái vụ sau. Đây sau đây thì đây nhá các bạn, tôi để cái tên thuốc ở đây các bạn theo dõi. Móng tay rất rộng. Đây họ có cái ống nước, ống tưới nhỏ giọt họ để đây nhưng mà họ lại không lắp lên. Số chỗ tôi thấy có cái ống tưới nhỏ giọt đây này. Nhưng mà họ lại không lắp. Để măng tây này thì nên lắp ống tưới nhỏ giọt ở hai bên gốc. Có nghĩa là một luống ta sẽ lắp hai cái đường ống. Thì cái lượng nước tưới nhỏ giọt vào nó sẽ tốt hơn, đủ hơn. Đây bệnh đốm tía đây. Bệnh đốm tía này người ta còn gọi là bệnh đốm hồng nha các bạn nhé. Đấy, bị rất nhiều luôn. Đây cũng bị này. Cây măng cũng khá mập. Cây măng khá mập to. Nhưng mà do đang thiếu nước rồi, thiếu nước nặng. Vườn làm cỏ và phủ ni lông ở lối đi. Họ làm rất tốt đấy. Nhưng mà không đầu tư hệ thống tưới thì năng suất sẽ không có. Đây tôi nhìn thấy cái măng rất to đây. Cái măng rất to. Vườn này thì trước đây là có bệnh khô thân khô cành nhưng mà họ đã xử lý xong cái bệnh khô thân khô cành rồi. Đây là một cái lứa mới của họ. Lứa cây mới lên, đợt trước là họ dọn sạch vườn luôn. Nhưng mà bây giờ lại xuất hiện cái bệnh đốm hồng.
họ lại chưa có biện pháp để xử lý thì nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến vụ sau. Một số chỗ thì họ đang không trăng dây, như thế này thì nó sẽ bị đổ hết. Số chỗ đây phía đằng này là họ đang chưa căng dây. Như này gặp trời mưa là sẽ đổ hết cây luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Và các bạn hãy đăng ký kênh và bấm vào chuông để theo dõi những video mới nhất từ kênh Nhà Nông Tây Bắc. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.